Thôi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì chưa nằm nhà cũng buồn bạn. Đi lúc này thì đi xa thì mình cũng không đi nữa, nên ở nhà chống dịch rồi. Thì giấc trưa cũng buồn buồn rồi lên giường quậy chơi bạn ơi. Đây mình có đem lưới lồng tông nè. Loại lại cái bún đập dăng lưới lồng tông chơi. Kiếm lồng tông kho khô là chiên giòn rồi cũng ngon. Mình với Blue trưa nay đi quậy mương à. Đi không luôn. Hello mọi người cái con. Chào cái coi. Nó dễ ngứa. Với lại vừa dăng lưới lồng tông với lại kiếm mớ ốc đắng mà. Chủ yếu là đi kiếm ốc đắng á. Hôm gà cũng thèm ốc rồi. Kiếm ốc đắng về luộc làm mắm xả ăn cho sướng cái kìa. Nãy lúc đi lên đây thấy mấy mương rồi nè. Mấy mương mới bội mà ốc đắng thấy nó dưới nhóc chơi mà. Dưới trong trong đó. Hồi xuống nó mò luôn. Trời bạn thấy dưới đó đó. Phải ốc bông biết. Ừ ốc. Ốc. Nó lội dưới đó bạn không. Ở dưới cái đáy. Đáy cái mương nữa đó, thấy gì dốc đắng nhóc dưới đó. Kiếm mớ về luộc, luộc làm xả cho sướng đi. Trời ơi, dâu dò lưu bự. Lưu bước cái dâu dò bự bằng cái dâu dò mình hết biết rồi. Nhưng treo. Thôi giờ lộ cái đập văng mấy tay lưới lồng tông trước đi rồi quay về mò ốc. Mò ốc xong hồi qua cuốn lưới gì à. Cái mương này ốc cũng nhóc mà. Tự nhiên chưa nằm buồn buồn cái thèm ốc chịu nổi. Rồi đây có ốc đắng nè, đu theo cái cành bọng nè. Ừ, có ốc bù bự nữa kìa, thấy không đó. He he, đậm đi con đó, có ốc bù bự nữa kìa. Giờ lộ dằn tay lưới chứ để tính gì tính. Trưa nay ta sẽ đi mò cắt kiểu. Bạn thấy dưới đáy cái mương nó thấy gì chứ, ốc đắng nhóc chứ chân á. Mới bồi xong ốc đắng dữ thiệt, nó dễ mò đó, đáy chống chống dễ mò. Đi nhẹ nhẹ lại thọt tay xuống lụm mà. Rồi giờ dầm một cái dầm qua cái đập bên đây. Dầm mấy tên lưới lồng tông đi tính gì tính. Thôi cái sặc dưới ta. Này nãy có lưới cái sặc dăng cái sặc luôn đủ bộ luôn. Gặp con gì bắt đó. Có cá gì bự chạy ghê vậy. Cái đập bên đây nữa bạn. Tập bên đây nãy thấy lồng tông chạy dữ lắm, con bự bự không à. Nãy đi khảo sát địa hình rồi đó, đó đó kìa chạy kìa. Ghê không? Đó. Kìa, chạy dữ kìa. Nước trong ve mà chạy có bầy luôn á, con nào nó chập bá không kìa. Đó. Kìa, bên đó dữ kìa. Cạn mà chạy ghê chưa? Giờ bố trí lưới thôi. Ồ, phía chỗ này lồng tông bạn thấy khủng khiếp luôn, chạy kìa. Có bậy dưới luôn á. Này hồi văn kéo tay lưới ngăn này cái bỏ tay lưới luôn. Thực hiện kế hoạch ngay thôi, nói phải làm liền.
mới lội xuống cái cá nó chạy đi hết rồi, chút nó chạy lên nè. Mình có dặn dưới đang tay ngay đầu đập tay, đang tay. Còn tay nè. Tay lưới này tay lưới dài bữa hổm nè bạn, bữa dặn ngang sông ở Đức hên khúc rồi. Nên cắt làm lưới cục luôn, dặn trên mương luôn. Ồ giờ bỏ đây đi. Hồi lên cứu con dính con trắng mới sợ luôn á. Chút nó trong trong nó bắt đầu nó chạy à, chạy rồi dính à. Đù, sướng ha. Nằm nó mắc gửi luôn ha. Ngon lành ha, đi nè. Không nhân lưới tiếp gì trơn. Lên đây quất tay nữa. Mới giăng hai tay lưới mệt dữ trời. Giăng đầy tay nữa. Chỗ này hơi nhỏ. Hơi nhỏ mà chơi luôn. Có cá là chơi à. Nhắc lại trốn nó tiêu trơn. Lội dưới động nó trốn trơn. Giăng xéo đây luôn. Đây xéo qua đó. Rồi giờ tiết một đi lụm ốc. Này là lụm ốc luôn, phải mò ốc nè. Con không bự không. Rồi rồi con ốc trắng. Đi nhẹ nhẹ lụm dưới đáy nè bà. Nên thấy nó thọt xuống lụm. Con không bự không ta. Để con này cũng luộc được rồi. Để chỗ thao rồi. Ốc này các bạn có cái mương bự bự các bạn chắc. Chất và nhánh chạ. Cái lúc muốn ăn đi lại dở cái gỡ, gỡ nhẹ nhẹ lên gỡ cũng được nữa. Nó cũng dễ bắt lắm. Ngon không? Này lụm khúc lên về là luộc xả là ăn đuối đuối luôn như phải chơi á. Cũng nhiều lắm á. Đó. Ê, lúc này không có đi câu kéo gì nữa. Có câu không câu dòng nhà bạn. Nói chung đang dịch bệnh nên hạn chế đi xa đi mấy bạn cũng vậy. Đợi nào qua dịch rồi đi cũng chưa muộn. Để giờ đi mà giờ dính dịch cái là mệt lắm. Khổ. Tạm thời ngưng các hoạt động đánh bắt xa bờ. Chỉ khai kế hoạch gần nhà, tàn sát nhà các kiểu vì cho nó ăn lành. Khúc này nhiều nè, khúc này dưới nhóc trơn, hoặc xuống não cái nóng luôn á. Ủa đã chưa, ngon lành không, mở rồi đó. Cái thao bự quá ha, để vô hoài nó không đầy đích. Khúc này nhiều nè. Xuống không, đứng nó dòm gì, xuống nè, xuống mò tiếp coi, họ không cho mày ăn bây giờ đây nè. Lội xuống rồi cắn thi gớm rồi lội xuống. Ừ lội xuống, lội xuống mò tiếp coi, lội xuống nè, lội xuống mò tiếp coi, lội xuống. Ừ bạn thấy lù đã không, dụ nó xuống luôn nè, mò tiếp coi. Mày quậy họ thục sình luôn chứ mò gì đó. Nhưng trâu nước vậy, tắt nước bập bập coi. Tiếu thiệt chứ. Rồi đừng có lên, ở dưới đây chơi. Lên chi, ở dưới đây. Không có lên nè. Lên này, không im lên này. Khum khum hồi nhức lưng các bạn ơi. Chầm mình xuống mò luôn cho nó mát. Trần ốc bự. Bự bá luôn. Chầm xuống ngạo đại đi. Giờ nắng nè, ngâm nước cho nó mát. Ốc sáng này không bự không ta? Con vô gôi không nè. Cái này cũng ăn được rồi. Lễ hơi đuối chút thôi. Nhiều lắm. Nó nằm ở dưới cái sình non luôn, có hến nữa. Rồi có con cua nữa. Cua sắc tới số. Ồ, dữ ta, con này dữ à. Ồ, này dữ gì? Trốn với quả xịt non nè, ốc bự, ốc nhỏ, hến, các kiểu luôn, ốc chết nữa. Ốc gì vậy thòn nè.
con ốc gì vậy, thòn đã thiệt. Như ốc len vậy đó. Chạy máy xích đầy đi, mò dại rắn. Trời, con này dữ à. Một nắm luôn. Ba con luôn rồi. Trời, rớt con rồi. Trời ơi, rớt con lụm được hai con. Lại khúc luôn rồi. Họ trốn tới bờ luôn nè. Trong trống không có chỗ ở, nó vô mé nằm mà. Dễ mò. Ủa luôn. Ghê không? Khúc trên đó ốc dữ à. Cái mương làm như bữa hổm gồng cái gì, bồi cái trống trống cái nó. Nó vô mé nó nằm vậy, dễ bắt. Mò trong mé không, nó nằm trong mé trốn dưới sình á. Mò mò dưới sình là lụm gạo à. Trưa nắng này ngâm nước mát thiệt quá. Sướng luôn thôi chơi. Bự rồi. Trời, con này dữ vậy. Nắm luôn. Cái chân bọng rồi lắm như nó gom ở đây. Hến nữa. Mang hến. Bự. Trời ơi. Bá lửa luôn. Ốc bự ghê không? Dính cá bóng nè. Bóng bật luôn. Trốn với cái bọng nhóc chân á. Ốc khổng lồ. Chỗ mồ hoài có ốc hoài trời đã thiệt. Chào chào dưới á. Gom lại đập nè, quá trời luôn. Ngồi đây không đủ ăn này. À, mới giọng đập không nhóc chân này đã không? Đó, như đây luộc nó muốn đủ ăn rồi đó.
dư mình ăn rồi. Còn cái bóng trứng này nè, mấy con này ăn nuốt cả ốc luôn không phải chơi. Sướng. Giờ giọng bên đây. Trời ơi, ốc chết. Chết dữ vậy. Khúc này không có ốc bự, ốc nhỏ không, ốc bự nó gom lại bún đập hết trơn cái gì. Dài lên đầu trên. Khúc này có lý nè bạn ơi, khúc này trời mát nè, khúc này nắng nó không ảo vậy. Tính ốc mà lớn là thuộc hàng khủng rồi. Hết hồn. Mít non tính đâu ốc bự. Ở đây nè, đây hai ba con bự nè. Ốc này ở có chùm không à, ba con mà chết hết con này. Mình mỏi đang lưu nằm cho nó nằm gốc mít nằm sướng không, nằm cổ vũ tinh thần kìa. Nó mày á lưu đó, dòm theo thao khí thế luôn nè, mày sướng rồi. Nãy giờ mò hay thêm khúc mương mà ốc còn bự bự không à, khúc này nè, cái tóc ốc đóng gông rồi nè, ốc bắn con nào nó chà bá không.
khúc bệnh mới làm như ốc nhỏ nó ở bên đây, con nào nấy bạn thấy bự ghê không? Ô mấy con này mà lễ ăn một cái nha, thứ nào chịu nổi, bự bự không à, đã thiệt. Phía đây bự không à, mà đóng gông chưa này, phía này mát nè, như đây nhiều lắm rồi đó, thấy gì ra thao bự đang lớp vậy chứ đổ ngoài nhiều lắm rồi đó. Như đây luộc ăn đuối 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 rồi. Giờ lên cuốn mấy tay lưới về bạn ơi, đủ ăn rồi, về được rồi, nào ăn qua mùa nữa, về chài rửa sạch sẽ ngâm ớt chút là hái xả đập dập dập vô là luộc là chiến đấu được rồi đó, thèm lắm rồi đó, đang thèm. Đang thèm mà làm liền vậy mới ngon chứ, để qua ngày là hết ngon à. Văng như kia lòng tông lên trên đây nè, giờ đuổi nó chạy xuống, hồ chạy kìa, mà nó không chạy xuống rồi, nó quay lại không à, khôn quá khôn, ba tay chắc đủ khô khô mà, khôn quá, quay lại không à, nước không chảy nó quay lại không à, tay này ít rồi, mấy con à. Tay với đập nhiều tay chỗ này nó không chảy ít à. Đâu. Gặp con không à. Cũng được, ba tay đủ khô khô mà. Ít cá thì không mặn mặn chút. Thôi bẫy chầu nữa. Bẫy chầu có gầm con nhiều. Sặc ít. Ủa lộn lộn tông. Đâu, cũng được quá nè. Nó nói cho nhiêu đây đủ khô khô rồi đó. Một tay. Lòng tông chuyện chục ngoài con kho đủ ăn này, ngon, nhiều quá không ngon. Tay này thấy có lý nè, thấy trắng trắng nè, trắng trắng là được rồi, ây da lúng. Cái gầm con không chọn, cái gầm cho bá luôn nè. Đó, có lý, có lý. Nhiều hơn tay nãy mà. Rồi, dính gì, gách, lưới này mục tới mục rồi. Gầm bự à, gầm bự bự không ta, cái gầm đó vậy chứ bạn, chiên ăn ngon lắm á. Ồ, im 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 im, tạm ổn tạm ổn, chắc dính phải có ghét gì không, hai tay đục cái này nhiều nè, được 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 được, ngon như khô khô rồi. Hai tay cũng trắng phiếu như vậy, bộ à, dính cả bóng cát cho bá nè. Có tài cho bún sát đây rất nhiều nè. Ít xịt gì? Ồ, lưới nó nổi lên luôn. Ồ, cũng có lý quá nè. Nước chảy quá chảy, nó nổi lên luôn rồi. Chảy mạnh quá. Chảy quá chảy rồi. Ồ, nó ngự lên kìa. Nước nó trôi lưới lên, cái cá nó chạy sát đáy, nó không dính. Nhiều quá nè. Ồ, cũng được. Này, nước đứng đứng và ngon. Vậy, ba tay nha, dư khô khô rồi. Tay này nhiều nè. Này không mà đủ khô khô này, đồng tông nhiều nè. Mấy tay nãy trên người cũng gì cá gầm không à. Lên mày đừng tà lên tà lẹ. Ây da. Đó, ngon lành chưa à. Đồng tông bự bự không à. Giờ là công tác gỡ cá thôi bạn ơi. Gỡ cá trước đi. Tay này làm tông dữ nè, tay này sao cùng nè. Mình biến căng lên vũ quá, có ít gỡ luôn. Này lâu à, sức đầu luôn rồi. Cá trong mương không nhỏ, ủa không bự bằng cá ngoài sông. Sông dính nặng nấy nái nái, mương còn nhỏ nhỏ không à. Thế vậy chứ nhiêu đây cũng gỡ hết ba tay lưới này cũng cả nửa ký á. Nửa ký cá không đủ thì cân luôn lưới thế nào không đủ à. Nhân lưới thì im mà gỡ làm biến nè. Gỡ cá trước đi rồi gác để sau. Ôi cân lên gỡ cho lẹ bạn ơi. Gỡ từ con lâu quá. Đó thành quả nội nãy giờ đây. Nửa ký hơn á. Lòng tông ít. Gầm con không à. Gầm này mần chiên giòn, mắm chua.
cá bóng đủ kiểu. Hung hỉnh này thấy vậy chứ, hung hỉnh đi, không phải dễ kiếm mà này ngon lắm đó. Lòng tông mà khô khô cái ha, bỏ tiêu ha. Cái gầm này muối mặn mặn chi giòn ha, đã lắm. Bảy chậu nữa nè. Thao ốc. Giờ vô ngâm thao ốc cho ngon lành, chiều luộc trời ốc đắng này ăn một cái thôi thôi thôi. Nó bằng ốc bu luôn. Bự. Cỡ này cũng sạch chà bá luôn. Rồi, giờ vô ngâm ớt cái đi, chiều chiến đấu luôn, chiều luộc luôn. Cho nó nhả mồi bớt. Này là phải nếu mà ngâm để qua ngày ngâm nước cơm mà. Để qua ngày mới ngon, nhưng mà giờ thèm chịu hết nổi rồi, ngâm chút quất luôn. Sương sương thôi, ăn sình luôn cũng được. Biết đâu chị bệnh được à, chống dịch rồi sao. Ngon lành. Rồi, làm liền luôn cho nóng bạn ơi. Hay bạc khui. Đó. Ốc luộc xả luôn. Ngâm ớt chưa giờ chắc nó cũng nhả mồi vậy đó. Nó không nhả mồi thì mình ăn mồi của nó luôn. Ngon lành. Nghe cái mùi là thấy thơm mà đó nha. Không có cái thứ gì mà đang thèm mà làm ăn liền mà nó đã gì đâu mà. Quê nghe mùi thế là hấp dẫn rồi đó. Các bạn nào thèm chưa? Chưa chín đâu. thèm chứ chưa chín đâu. Để ra đi. Bên đây nữa nè. Nó ngon chưa? Mới lòng tông hủng hỉnh với mấy cá gầm vậy mà được nồi ngon nè. Hai nồi này các bạn nào thích nồi nào? Ngon dữ vậy. Nước kẹo kẹo nữa bạn thấy không? Tóp mỡ nữa nè. Rồi cái này mà ăn cơm một cái nha. Đã gì đâu, thứ nào chưa nổi. Bạn thấy lội chút xíu là bữa ngon ha, ngon lành luôn. Mấy lòng tông này là đã dữ lắm luôn á. Cứng luôn nè. Lúc vừa mình ốp để lâu lắm nên kho nên cá nó cứng ngắt trong luôn nè. Nhìn cá ngon chưa? Mấy cá gầm này nhai luôn xương. Quá đã. Rồi, cái này cá nó sạch sạch đó, tắt bếp nha. Cho tiêu vô, này kho tiêu đi, không có bỏ hành. Cay cay vô. Ôi ôi. Nhìn cá cái muốn cắn liền chứ không phải chơi đâu. Ngon dữ lắm, ngon luôn, tới cay luôn. Có gì mới ngon đó. Gì mới đúng là kho tiêu đó. Nhìn nồi này ngon chưa? Nồi này mà nhỏ mà ăn hết đi, tranh thủ ai ăn hết cũng được. Cuối cùng cạo nồi một cái ha, trộn nồi với bạn. Phê lắm. Nhỏ khóa trộn nồi lắm. Trộn nồi cũng phải chừa lên miếng gì các bạn, chứ mà chui lũi là không được à. Ốc luộc chín đây nè. Chuẩn bị chín rồi đó. Ốc luộc xả luôn, mắm xả luôn. Khói quá khói à, món này nóng. Tí nữa đi, mấy con bự chưa chín, chưa lột mặt. Đây lại tí nữa đi. Hóa cho bạn nhìn thèm chơi và bạn thấy chén nước mắm thôi là đủ sướng rồi nè. Đó, ghê chưa, mắm xả. Ồ, cái này mà lễ con ốc nữa ha. Hồi ốc mập là thịt không à, nóng quá. Lễ con ốc kìa ha. Cái chấm nhẹ nhẹ vô mắm xả, dạo 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 cái ha, để lên lỗ mũi hửi cái ha. Thông phức đưa họng nhai bụp bụp bụp, trời ơi diễn tả hết nổi rồi. Nó có người mới hàng rồi đó. Nhỏ xíu gì nói tới thôi, nó miếng trái gồng gồng chịu nổi rồi bạn ơi. Hành hạ bạn chơi đó buồn. Quá ngon. Mấy ốc nhỏ này mới ngon nè. Còn ốc bự quá ngán lắm. Ốc luộc xả quá phê. Có mang ốc bự lắm, có mang ốc đắng nó bự khủng khiếp luôn á, bằng ốc bu luôn á. Thử nữa hả? Tới cay luôn. Đó, nạo cỡ gì đó, dính miếng ớt chưa? Khe cả lửa. Đó, buổi chiều bạn ơi, ngon lành không? Gõ ốc luộc xả lại chảo kho lòng tông khô. Chảo này thì cơm, đó thì ăn không.
Rồi mời bạn chiến đấu nha. Chiến đấu ầm đụng đi. Rồi anh đang cho chào bạn nghe phần sau để mình xử lý cho, để mình chép chép bạn chịu nổi đâu. Nhiều đây đủ à, nạ bạn nhiều đủ rồi. Chúc tất cả các bạn xem clip vui nha. Chiến đấu rồi.